25 мая до 1. Trên thế giới, ông Prigozhin nói quân đội Nga cài mìn dọc Bakhmut hại Wagner. Công ty luật nhân quyền, Nga sử dụng chiến thuật bỏ đói với dân thường Ukraine. Đảng Cộng hòa tìm cách loại bớt ứng viên tổng thống 2024. Báo Mỹ, giám đốc CIA đã bí mật tới Trung Quốc. Tại Việt Nam, Thủ tướng Úc đến Hà Nội chính thức thăm Việt Nam. Phát hiện 17.000 viên chất cấm được vận chuyển về Việt Nam. Cắt điện, người dân Hà Nội vật vã trong nắng nóng. Người dân đi xin từng xô nước dưới cái nóng 40 độ C. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 3 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan đến cuộc xung đột tại châu Âu. Hôm 2 tháng 6, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, cáo buộc nhân viên Bộ Quốc phòng Nga cài lượng lớn chất nổ trên các tuyến đường rút lui của nhóm Wagner tại Bakhmut. Ông chủ Wagner cho hay, chúng tôi phát hiện các hoạt động nghi vấn dọc tuyến đường di chuyển ngay trước khi rút khỏi thành phố, nên đã liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật và bắt đầu điều tra những con đường này. Chúng tôi phát hiện hàng chục vị trí được cài chất nổ, từ hàng trăm quả mìn chống tăng đến hàng tấn thuốc nổ. Ông nói rằng những người cài thuốc nổ là nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga, nhưng không nêu chi tiết. Thêm rằng không có lý do gì để cài thuốc nổ nhằm cầm chân đối phương, vì đây là khu vực hậu tuyến. Chúng tôi cho rằng những khối thuốc nổ đó được dành cho các đơn vị Wagner. Ông Prigozhin từng nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga, cáo buộc các chỉ huy là nguyên nhân khiến lực lượng của ông chịu thương vong nặng nề vì thiếu đạn dược, đặc biệt là tại chiến trường Bakhmut. Tình báo Anh tuần trước đánh giá dân quân Donetsk đã bắt đầu tiến vào Bakhmut để hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Bên cạnh đó, thì lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 của Nga có thể đã được điều động để tiếp quản Bakhmut, ngăn quân đội Ukraine đánh thọc ruồn. Công ty luật nhân quyền, Nga sử dụng chiến thuật bỏ đói với dân thường Ukraine. Theo CBS News, một cuộc điều tra mới đây đã đưa ra kết luận rằng các lực lượng Nga đã sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh chống lại thường dân Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Nhóm Starvation Mobile Justice Team từ công ty luật nhân quyền Global Rights Compliance hợp tác với văn phòng tổng công tố Ukraine hôm 2 tháng 6 cho biết rằng cuộc điều tra của họ chủ yếu tập trung vào chiến thuật bỏ đói được cho là do các lực lượng Nga sử dụng ở Chernihiv, một khu vực phía Bắc đã bị bao vây trong 3 tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Các nhà điều tra cáo buộc Nga sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cắt đứt quyền tiếp cận thực phẩm và nước uống của dân thường Ukraine. Theo đó, các cuộc bao vây vũ trang cản trở tiếp cận nhân đạo, cướp bóc máy móc nông nghiệp và lương thực, pháo kích các vật thể không thể thiếu đối với sự sống còn của người dân. Phong tỏa cảng và ngũ cốc là một trong những chiến thuật bỏ đói được ông Putin và các lực lượng của ông ta sử dụng để phá bỏ người dân Ukraine. Để kiểm chứng sự việc trên, phóng viên của CBS News đã đến thăm thị trấn tiền tuyến Kubian ở phía đông Ukraine vào tháng 3 và nhận thấy cuộc tấn công của Nga vào ngành nông nghiệp Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ông Anatoly Koja, 70 tuổi, sở hữu trang trại gần 5.000 hecta, nói với các phóng viên rằng chúng tôi không có thứ gì không bị phá hoại, không lúa mì, không ngô, không lợn, không còn gì cả, không thiết bị, không nhà kho. Nhóm điều tra cho biết họ cũng đã xác định được bằng chứng về việc Nga đã nã pháo bừa bãi vào các khu dân cư, bệnh viện và siêu thị tại Ukraine. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết họ đã ghi nhận hơn 88.000 vụ việc bị nghi là tội ác chiến tranh do lực lượng Nga thực hiện kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, thì Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận cũng như khẳng định rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Chuyển sang thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đảng Cộng hòa tìm cách loại bớt ứng viên Tổng thống năm 2024. Hôm 2 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC, bà Rona McDaniel, công bố tiêu chuẩn ứng viên Tổng thống cần đáp ứng để tham gia tranh luận, nhằm tránh hỗn loạn khi quá đông người tham gia. Bà Daniel cho hay, RNC cam kết có quy trình bầu cử sơ bộ minh bạch, trung lập và công bằng. Các tiêu chuẩn được đưa ra sẽ giúp đảng và ứng viên đại diện có vị thế tốt nhất để giành lại tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024.
Bầu cử sơ bộ là các vòng bỏ phiếu nội bộ của Đảng Cộng Hòa để chọn ra người đại diện cho Đảng tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Các ứng viên của Đảng cũng sẽ tham gia tranh luận với nhau để cử tri chọn ra người sáng giá nhất. Theo tiêu chuẩn vừa được công bố để tham gia vòng tranh luận đầu tiên, ứng viên Cộng Hòa cần nhận được tỷ lệ ủng hộ tối thiểu là 1% trong ít nhất 3 khảo sát toàn quốc hoặc là 2 khảo sát toàn quốc. Và một trong 4 bang bầu cử sớm Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina. Các khảo sát cần thực hiện trên ít nhất 800 cử tri Cộng Hòa tính từ ngày 1 tháng 7. Ứng viên cần nhận được tài trợ, quyên góp từ ít nhất 40.000 người với hạn chót là 48 giờ trước khi bắt đầu tranh luận. RNC cũng sẽ yêu cầu người tham gia tranh luận ký cam kết sẽ ủng hộ ứng viên chiến thắng và đại diện đảng ra tranh cử. Các tiêu chuẩn mới được cho là sẽ khiến một số ứng viên Cộng Hòa gặp khó khăn. Theo Real Clear Politics, Đảng Cộng Hòa hiện có 6 người nhận được sự ủng hộ trên 1% trong các khảo sát. Đó là cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Florida DeSantis, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Tim Scott và cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Báo Mỹ, Giám đốc CIA đã bí mật tới Trung Quốc. Hai quan chức Mỹ cho biết hôm 2 tháng 6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA William Burns đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 5. Thăm một vị quan chức, ông Burns đã gặp các đối tác Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh đối thoại tình báo. Tuy nhiên, thì người này từ chối tiết lộ thời điểm chuyến thăm cũng như danh tính các quan chức Trung Quốc mà ông Burns đã gặp. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng thiết lập lại quan hệ với Bắc Kinh sau một năm căng thẳng vì nhiều vấn đề, từ chính sách của Bắc Kinh với Đài Loan và hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Người đứng đầu CIA đã thực hiện hàng chục chuyến công du nước ngoài nhạy cảm, trong đó có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp Nga và lực lượng Taliban ở Afghanistan. Trước đó, vào hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến công du dự kiến tới Trung Quốc sau khi Washington phát hiện một khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ. Vừa rồi là tin tức trên thế giới, tiếp theo sẽ là phần tin tại Việt Nam. Thủ tướng Úc đến Hà Nội chính thức thăm Việt Nam. Chiều hôm nay ngày 3 tháng 6, chuyên cơ chở Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đoàn đại biểu đã đến sân bay Nội Bài của Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 4 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần đầu tiên ông Albanese thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Dự kiến ông sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao để thảo luận những biện pháp thúc đẩy liên kết thương mại, đầu tư và giáo dục, mở rộng hợp tác giữa hai nước. Ngoài ra, Thủ tướng Úc dự kiến sẽ có một số hoạt động bên lề như thưởng thức ẩm thực Hà Nội, thăm trường Đại học RMIT và trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam và Úc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, sau đó nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3 năm 2018. Phát hiện 17.000 viên chất cấm được vận chuyển về Việt Nam. Thưa quý vị, hôm 3 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tạm giữ hình sự Vũ Minh Phúc, 29 tuổi, ngụ ở huyện Vĩnh Cửu và Trần Văn Tuấn, 28 tuổi, ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo Công an Đồng Nai, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển chất cấm số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về sân bay Nội Bài. Sau đó, số hàng này đã được vận chuyển vào tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ. Trước đó, thì vào tối ngày 26 tháng 5, lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Vũ Minh Phúc khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Toàn bộ số hàng này được ngụy trang trong 24 hộp nhựa hình trụ, phía trên có chứa một loại kem màu trắng. Phúc khai số chất cấm nói trên được gửi từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó được vận chuyển vào Đồng Nai cho Phúc. Phúc tiếp nhận vận chuyển cho một người tại Bình Dương. Khi Phúc vừa nhận kiện hàng thì bị công an bắt quả tang. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp thêm Trần Văn Tuấn. Người này có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất cấm. Cắt điện, người dân Hà Nội vật vã trong nắng nóng. Trong ngày 3 tháng 6, nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội tiếp tục phải chịu cảnh cắt điện trong nhiều giờ, đặc biệt là tại các huyện ngoại thành. Không có điện, người dân phải vật vã vì thời tiết nắng nóng, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ sáng đã treo biển mất điện, đóng cửa hoàn toàn. Nhiều người dân đội nắng đi đổ xăng,
nhưng đành phải ngậm ngùi quay xe vì không có điện để bơm xăng. Tại nhiều nhà máy, công ty sản xuất trên địa bàn thành phố, công nhân cũng phải nghỉ làm vì mất điện. Tại quận Long Biên, Hà Nội, tình trạng cắt điện luân phiên kéo dài cũng đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Trước thực tế trên, thì một trung tâm thương mại tại đường Cổ Linh, Long Biên đã mở một phòng riêng bật điều hòa cho người dân vào tránh nóng, bổ sung thêm ghế ngồi tại sảnh cho người dân có thể nghỉ ngơi. Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng tại thủ đô trong tháng 5 là hơn 22,5% so với bình quân tháng 4. Và để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp. Trước thực tế trên, EVN Hà Nội mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả. Cũng tại Hà Nội, người dân đi xin từng xô nước dưới cái nóng 40 độ C. Vâng thưa quý vị, việc nước sinh hoạt bất ngờ bị cắt tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội khiến cuộc sống của 750 hộ dân đảo lộn, hàng trăm người mang xô chậu đi mua và xin nước tích trữ để sử dụng. Theo người dân nơi đây, việc cắt nước không hề được công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà thông báo khiến người dân trở tay không kịp. Theo đó thì người dân đã phải huy động cả can, xô, thùng nhựa rồi xếp hàng hứng từng lít nước xin được của những tòa chung cư bên cạnh chưa bị mất nước. Người dân cho biết thêm, tình trạng mất nước sạch diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 2 tháng 6 vẫn chưa được khôi phục. Dưới thời tiết nắng nóng 40 độ như vậy, đi xin từng bình nước, không ai có thể chịu nổi. Chúng tôi hy vọng tình trạng này sớm kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.